sở cảnh sát trung ương Seoul. Thời gian tới đội trưởng đừng giao tôi vụ án mới nữa. Cái gì? Nè cậu nắm được gì rồi hả? Tôi vẫn chưa chắc chắn liệu điều đó có giúp ích được gì không. Cậu có thể điều tra một mình được không đó? Tôi không phải chỉ một mình đâu. Sao? Là vụ án của ba tôi và vụ cảnh sát chung. Điểm chung của hai vụ đó là đều không có thời hạn hiệu lực. Bây giờ anh lại hứa sẽ bắt được tên hung thủ đó sao? Kể biến tôi thành sát nhân và đua xích nhận tội thay hắn á. Hắn là kẻ thực sự đã giết anh Han Chun. Tôi nghĩ là bắt được hắn ta thì mọi chuyện mới được giải quyết. Vậy là cái chết của Kim Jong Du không phải là trùng hợp rồi. Anh Han Chun điều tra vụ án đó và bị giết chết nữa. Nói tóm lại là anh và tôi, hai chúng ta phải cùng giải quyết hả? Cùng bắt đi. Tôi có thêm một cộng sự làm cùng rồi. Hóa ra là kiếm được tay sai rồi hả? Cậu ấy rất ghét bị gọi là tay sai đó. Dù sao thì vậy cũng may rồi. Nè, nếu cậu cần viện trợ thì hãy nói với tôi. Biết chưa? Dạ. Phòng họp. Alo, sở trung ương Seoul đây. Sao? Đội tôi thì cũng đang bận tối mắt tối mũi đây. Ơi, thiệt tình. Dạ dạ. Chúng tôi nhất định sẽ tìm hiểu. Dạ. Ơi, thiệt tình. Nè, đội tai nạn giao thông á đã nhờ chúng ta giúp một vụ kiện về thiệt hại tài sản. Ai muốn xử lý nào? Vừa nãy thì tôi đã giao cho Đông Tắc làm việc khác rồi. Đông Kỳ và Hồ Thê, hai cậu đi đi ha. Một mình tôi đi là được rồi, hình như cũng không nghiêm trọng. Ôi trời ơi, nát bét hết rồi. Cũng không có dấu vết gì đặc biệt hết. Chúng ta xem qua loa rồi về thôi. Nè, ở đâu ra mà làm chuyện qua loa làm vậy? Tìm cho kỹ đi chứ. Dạ tuân lệnh. Nè, đưa tôi bao tay. Cái gì vậy? Tôi về rồi. Cậu vất vả rồi. Nè đội trưởng à. Sao hả? Tôi có đem vật chứng về rồi nè. Để làm gì? Họ nói đó chỉ là một vụ tai nạn xe hơi đơn giản thôi mà. Cậu cứ làm qua qua thôi. Vậy đi ha. Nhưng mà xin lỗi nha, cảnh sát bắt. Những vụ như vậy lần sau để tôi ra hiện trường cho. Cũng không có gì, nhưng mà chúng ta cần phải phân tích vết máu trên này thì mới. Cảnh sát bắt à, họ nói phải nhanh chóng nộp báo cáo về tên tội phạm hiếp dâm đó. Tôi làm luôn sao? Thôi được rồi, để tôi làm cho. Trời ơi, thiệt tình. Trời gì vậy, không khí ở đây bị sao vậy? Cảnh sát bắt có chuyện gì hả? Thực ra thì tôi có linh cảm rất xấu về chuyện này. Trời ơi, hú hồn hú vía. Làm mình hết hồn. Cảnh sát Kim à. Sao vậy? Anh có người quen ở trung tâm quốc gia mà ha. Phiền anh kiểm tra giúp cho tôi. Được thôi. Tôi đây. Chuyện sao rồi? Anh tìm được chưa? Tôi đã tìm hiểu theo lời của tiền bối. Trong khoảng từ 16 đến 30 năm trước, trong số các cảnh sát sở Incheon đã nghỉ hưu, tổng cộng có 25 người có ký tự tên giống nhau. Trong số đó có 3 người qua đời. Ngoài ra thì còn có 4 nữ. Nên tôi đã loại bỏ tên họ ra rồi. Xét về độ tuổi và đặc điểm mà anh nói thì có khoảng 10 người đáp ứng đủ yêu cầu. 10 người sao? Dạ. Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết của họ qua email cho anh bây giờ. Cảm ơn nha. Chiếc vòng cổ đó được trao tặng cho các cảnh sát về nghỉ hưu như một món quà lưu niệm vậy. Là của sở cảnh sát in trên trước đây. Sự kiện tặng quà này đã có từ 30 năm trước và 15 năm trước đã dừng lại. Sở in trên sao? Và tên được khắc trên đó chắc là tên của cảnh sát đã nghỉ hưu đó. Lâu rồi tôi mới gọi cho anh. Đúng là đã rất lâu rồi.
Chủ tịch Joe, đêm hôm qua con trai tôi đã gây ra một vụ tai nạn nhỏ, anh có thể xử lý được không? Tôi kết duyên với anh từ 16 năm trước là muốn anh giúp tôi những chuyện giống như ngày hôm nay. Cáo buộc tham nhũng đối với cảnh sát đã chết đó, tới giờ vẫn khiến tôi khổ sở, việc cảm thấy có lỗi. Dạ, trưởng công tố. Chuyện của con mà, anh không phải lo lắng đâu. Tôi xin hứa sẽ xử lý cho thật êm đềm. Dạ, anh ta nên phải làm vậy sớm hơn chứ. Tổng trưởng công tố cuối cùng đã cần tôi giúp rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đồng nghĩa với việc là anh ta không thể xử lý mọi việc một mình. Dân, tôi là Park Dong-ki ở đội điều tra Seoul. Anh nói là bây giờ hả? Ai, dạo này trời lạnh hơn nhiều rồi đó. Đúng Thành. Cậu vô đây đi. Cậu ấy là ác chủ bài của đội đặc nhiệm chúng tôi đó. Xin chào, rất vui được gặp anh. Mà anh ngồi xuống đây. Nè, mau ngồi xuống đi. Nè, rượu. Không sao đâu, cậu nhận đi. Để. Tôi là Chu Minh Sắc. Ủa, cảnh sát cha, cảnh sát cha. Nè, đoán coi tôi tìm được gì nè. Anh hãy khen tôi đi, khen tôi giỏi đi nào, bao lâu. Ừ, khen nè, gì vậy? Ôi, tôi đã tìm được cái này. Cái gì hả? Đôi cánh, biết ở đâu không? Ở cô nhi viện. Cô nhi viện nào vậy? Cô nhi viện của tôi. Chờ chút. Vậy thì cái giết người xuất thân từ cô nhi viện của cậu hả? Có thể như vậy. Dường như Lucic cũng muốn nói với chúng ta biết về điều này. À mà tôi cũng thấy công tố viên kia ở đó. Công tố viên? Tiền ở trên luật. Vậy thì anh có biết ở phía trên tiền là gì không? Là con cái. Tại sao anh nghĩ tôi không phải kiểu người sẵn sàng đánh liều cả mạng sống vì con cái sao? Không phải, chỉ là tôi chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của anh. Trước đây có một khoảng thời gian tôi từng mệt mỏi vì con trai mình. Sau này nếu có bất kỳ chướng ngại vật nào cản đường Xê Hy, sở trưởng Ma hãy giải quyết chúng giúp tôi. Dạ, trưởng công tố. Chuyện của con mà, anh không phải lo lắng đâu. Tôi xin hứa sẽ xử lý cho thật êm đềm. Dạ, anh ta nên phải làm vậy sớm hơn chứ. Tổng trưởng công tố cuối cùng đã cần tôi giúp rồi. Alo, con nghe ba. Xin lỗi con nha, cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc. Vậy hôm khác chúng ta mới ăn trưa. Vậy đi, gặp lại con ở nhà. Dạ. Cha Đồng Tắc tổng hợp hồ sơ. Ba tìm hiểu thông tin về cảnh sát cha à? Sao vậy?
Thật mừng vì mấy ngày nay có nhiều khách tới. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Bà ấy là viện trưởng ở đây. Ôi trời ơi, sơ già đi nhiều quá. Tôi là Cha Đông Tắc từ Sở Cảnh sát Trung ương Seoul. Cũng không có gì quan trọng. Tôi muốn tìm người liên quan tới đôi cánh vẽ ở trên tường kia. Hình vẽ đó đã phai mờ theo dấu vết thời gian rồi. Nhưng mà cho tới tận bây giờ vẫn có người tìm tới đây để xem hình vẽ đó. Người rời cô nhi viện đó là ai vậy? Sao cậu nghĩ người đó xuất thân từ cô nhi viện này vậy? Chắc là tôi không biết danh tính người cậu cảnh sát đây đang đi tìm là người nào rồi. Cảm ơn anh. Nè, ê, anh bắt đừng có làm như vậy nữa mà. Nhớ gọi cho tôi đó. Dạ. Nhớ gọi nha. Dạ tôi biết rồi. Đi thôi. Nhưng mà nên báo cho tôi biết nếu như có khách VIP đến kìa chứ. Trời ơi, thiệt tình à. Dạ đại ca. Ôi trời ơi, giật cả mình. Tôi ngửi thấy mùi nha. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Thì anh đã cúi chào anh ta một góc 90 độ như vậy nè. Rất đáng ngờ. Này đừng có nói nhảm nữa, dớ dẫn. Nè anh pha nước vào rượu chứ gì. Tôi phải kiểm tra mới được. Tôi nói giỡn thôi mà, anh rất giận vậy còn đáng ngờ hơn đó. Vụ án của chúng ta chắc chắn có mối liên quan gì đó tới cô nhi viện đó. Cô nhi viện dường như biết điều gì nhưng mà không muốn kể cho chúng ta nghe. Cũng đúng thôi, hồi trước cô ấy đã bao che cho tôi nhiều chuyện mà. Thiên thần thực sự là Lidusit vẫn nói và cái người cho tới bây giờ dẫn tới đó để coi hình vẽ đó là xuất thân từ đó hay là nhà tài trợ? Alo. Cảnh sát Cha hả? Cảnh sát Bắc vừa tới đây nhưng mà tôi thấy có gì kỳ lạ lắm nha. Ai tới? Cảnh sát Bắc Đông Kỳ. Bắc Đông Kỳ đó. Trời ơi, tôi ngửi thấy mùi gì đó đáng nghi ngờ. Hiện trường khi nãy ai nhìn vào cũng thấy khả nghi lắm đó. Mọi thứ đều rất kỳ lạ đó nha. Dông anh nè, buồn ngủ thì đi ngủ đi ha. Tôi nói rồi đó, tôi sợ có chuyện nên mới gọi anh. Sao vậy? Cảnh sát Bắc gây ra chuyện gì hả? Nào. Ơi trời, cơn gió nào thổi tới đây vậy? Sao cảnh sát Bắc lại đãi mọi người ha? Từ giờ sẽ chiêu đãi mọi người nhiều hơn, vì tôi đã có một người đến nhờ giả. Thiệt tình à, mua được có mỗi cái bánh thôi mà khoe lên khoe xuống riết. Tôi có khoe gì đâu, tính lại cũng khá nhiều tiền đó. Nè ăn đi, cầm lấy. Thôi không ăn đâu. Khỏi ăn luôn đi.